2017, sau khi cơ quan an ninh điều tra công an Hà Tĩnh thi hành lệnh bắt đối tượng Trần Thị Xuân, sinh năm 1976 ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì liên tục trên một số diễn đàn báo chí của các nhà hoạt động dân chủ lại lên tiếng đấu tranh ủng hộ đòi tự do cho một chân rết, một kẻ tích cực mưu đồ chống phá nhà nước. Vậy Trần Thị Xuân là ai và đã có những hoạt động xấu xa như thế nào? Trên các thông tin được biết, Trần Thị Xuân quê quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung năm 2016, đối tượng này đã bắt gặp và liên hệ với Nguyễn Trung Trực, một thành viên cốt cán của Hội Anh Em Dân Chủ. Đối tượng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình bắt về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào ngày 4 tháng 8 năm 2017. Và cũng chính từ đó, Trần Thị Xuân đã được kết nạp vào hội dựa vào tình hình trên địa bàn sau khi xảy ra sự cố Formosa. Trần Thị Xuân đã liên hệ móc nối với một số thành viên trong tổ chức, đã tiến hành nhiều hoạt động kết nạp tập hợp phát triển lực lượng, gây rối tụ tập, tiến hành biểu tình trên danh nghĩa đòi quyền lợi môi trường, nhưng thực chất đó là những hành động chống phá đảng, nhà nước và chính quyền nhân dân các cấp. Song cùng với những hoạt động gây rối chống phá nhà nước trong thời gian dài mà mình đã làm, thì Trần Thị Xuân lại nhận được tài trợ gần 170 triệu đồng của các tổ chức khủng bố phản động lưu vong ở nước ngoài và các đối tượng cực đoan trong nước. Chính số tiền này đã được Trần Thị Xuân và một số đối tượng cực đoan trên địa bàn tiến hành chương trình từ thiện nhằm khuếch trương thanh thế về tổ chức cũng như những hoạt động của tổ chức. Và chính Trần Thị Xuân là đối tượng đã tiến hành liên lạc và móc nối với một số nhà dân chủ như Bạch Hồng Quyền, Quang Đức Bình đã tiến hành gây ra hàng chục cuộc tụ tập biểu tình chống người thi hành công vụ trên địa bàn. Đặc biệt, cũng như những thành viên cốt cán kích động một số các hộ giáo dân tiến hành hoạt động tụ tập gây rối chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà hồi tháng 4 năm 2017. Thiết nghĩ các hành động mà Trần Thị Xuân đã làm là đủ căn cứ để bắt và xử lý theo các quy định của pháp luật. Làm một người dân lương thiện, không làm giờ lại nếm mùi chải đắng cay khi tin và theo một tổ chức phản động chống lại chính quyền nhân dân như Hội Anh Em Dân Chủ. Thật là tương lai của Trần Thị Xuân đã trở nên đen tối.